chiến đấu bằng ý chí quyết tâm vì hòa bình thế giới. Khi chuông ngân vang cấp báo có hiểm nguy gì, họ sẽ đến bảo vệ chính nghĩa bằng những tài năng và mưu trí. Lòng dũng cảm dám đương đầu, chẳng sợ chỉ những gian khó, dù mình trong gai phía trước họ vẫn vững bước, luôn luôn đoàn kết sát cánh với nhau, một lòng vì chính nghĩa mà chiến đấu, sẽ mãi mãi bảo vệ hòa bình, tuyệt đời anh hùng, siêu cảnh sát đi chiến đấu bảo vệ hòa bình. Người máy ảo quyết đấu bậc thầy chơi game vô tốc độ. Mình làm được rồi. Mình đã thắng rồi. Lại thua. Thắng rồi. Vô tốc độ, cậu chơi giỏi quá. Đơn giản là không thể đánh bại được cậu ấy. Giờ thì các cậu biết mình là người giỏi nhất rồi chứ gì? Giỏi một trò chơi ngớ ngẩn như vậy thì không có gì đáng tự hào hết. Đúng là lãng phí thời gian. Nè, chơi giỏi như mình là cực kỳ khó nha. Cậu sẽ không bao giờ đánh bại được mình ngay cả khi cậu cố gắng hết sức, biết chưa hả Sammy? Mình không nghĩ như vậy đâu. Vậy thì tại sao cậu không chứng minh điều đó đi hả? Cho dù mình có chơi bằng chân, mình cũng có thể đánh bại được cậu đó biết chứ. Chơi bằng chân ha? Chơi thử luôn. Chơi luôn sợ vậy? Phương thực sự đang chơi bằng chân kìa. Dạ, hay lắm. Ơi không. Về đất. Mình đã thắng cậu rồi đó nha. Cậu không bao giờ có cửa đâu Sammy à. Thậm chí dùng chân cũng thắng được Sammy luôn kìa. Nè Sammy, cậu cần phải cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa đó. Người đây rồi, người máy ảo. Ngài thủ lĩnh đang nói chuyện với cô nhìn điện thoại làm cái gì vậy? Phải đó, bỏ điện thoại xuống ngay lập tức. Cô sẽ gặp rắc rối nếu không làm vậy. Đừng có làm phiền ta, các người đang chuốc lấy rắc rối. Đó là cái gì vậy? Giờ thì đã yên tĩnh rồi nè. Người có kỹ năng rất ấn tượng đó, người máy ảo. Rất tốt. Sử dụng sức mạnh của người để đánh cắp tất cả điện thoại thông minh ở thành phố xanh, kiểm soát tháp truyền thông và cho nổ tung mọi thứ. Khi đó thành phố xanh sẽ là của ta. Được thôi. Cậu sẽ phải tập luyện chăm chỉ nhiều hơn nữa để mà đánh bại bậc thầy chơi game này biết chưa? Ủa, cái gì vậy trời? Coi chừng đó. Cái gì vậy? Vậy giờ ta bắt đầu nha. Chạy đi. Giờ thì mang những cái điện thoại này đi thôi. Điện thoại của tôi. Không. Mau buông nó ra. Hãy trả lại ngay lập tức. Cẩn thận đi. Chúng ta phải nhanh chóng bắt được cô ta. Phải mau chóng tới căn cứ thôi.
một trường hợp cực kỳ khẩn cấp tại thành phố xanh. Quân sư Chen à. Nè quân sư Chen. Quân sư. Yahoo, ta đã thắng rồi. Các con đến khi nào vậy? Đáng lẽ các con phải nói ta biết là đã tới rồi chứ. Tụi con đã gọi ngài tổng cộng 3 lần rồi. Dù sao thì quân sư Chen à, một tên trộm khá mạnh đã xuất hiện tại thành phố xanh. Và tất cả mọi người đều bị đánh cắp hết điện thoại thông minh. Điện thoại thông minh sao? Vậy thì chắc chắn là người máy ảo, kẻ đánh cắp điện thoại thông minh của băng nhóm côn trùng. Cô ta là một kẻ xấu rất nguy hiểm, là người có thể biến thực tế ảo trên điện thoại thành hiện thực. Đương nhiên là do băng nhóm côn trùng luôn. Ê trời ơi, chúng ta vừa nhận được thông báo về việc người máy ảo hiện giờ đang đánh cướp tháp truyền thông. Nếu băng nhóm côn trùng nắm được quyền kiểm soát nó bằng điện thoại bị đánh cắp thì đó chính là một thảm họa. Băng nhóm này ngày càng liều lĩnh. Đừng lãng phí thời gian nữa, hãy nhanh chóng lên đường để ngăn cản người máy ảo này lại và giải cứu thành phố xanh đi. Tuân lệnh. Biệt đội siêu nhân nhí, siêu cảnh sát mưu trí, biến hình. Biến hình. Sức mạnh công lý, kết quả. Siêu nhân vốt tốc độ. Siêu nhân semi lém lĩnh. Siêu nhân smart can đảm. Siêu nhân Lucy tốt bụng. Biệt đội siêu nhân nhí, siêu cảnh sát mưu trí. Kiểm soát 50% tháp truyền thông. Ta sẽ sớm mất toàn bộ tòa tháp này. Hãy ngăn cản việc này ngay lập tức. Thật là phiền phức quá. Đây chính là kết quả các ngươi nhận được khi cản đường ta. Chúng ta không có cách nào để ngăn cản được những dược phẩm trong trò chơi đó. Dược sao? Phẩm trò chơi sao? À, chơi game hả? Chơi game là việc mình giỏi nhất. Các cậu hãy để mình lo việc này cho nha. Các cậu xem mà học hỏi nè. Các ngươi vẫn chưa học được gì hay sao? Lại là bàn tay đó. Ta vẫn ở đây nè. Trò này đúng là dễ ẹt. Xong rồi nè. Được rồi, đi thôi nào. Cậu đã làm được rồi. Mình không hề biết đam mê game của Vol lại có ích tới như vậy đó. Trò này đối với mình đơn giản quá mà. Không xong rồi. Vật phẩm đó mang đến cho người chơi một cơ hội khác. Triệu tập siêu bác sĩ quân y Medicop quang năng. Sức mạnh công lý kích hoạt.
siêu bác sĩ quân y Medic Cop quan năng. Sao hả? Cô thích vậy không? Viên chắn quan năng vẫn chưa kết thúc đâu. Ôi không, nếu như tiếp tục như vậy, toàn bộ thành phố sẽ rơi vào nguy hiểm. Vậy thì hãy triệu hồi siêu cảnh sát tốc chiến Dashcop âm năng. Siêu cảnh sát tốc chiến Dashcop âm năng. Siêu cảnh sát tốc chiến Dashcop âm năng. Không có cơ hội đâu. Trò chơi của ngươi đã kết thúc rồi. Sóng âm siêu cấp tấn công. Tội phạm đã bị đánh bại. Không thể nào. Sao sao mình lại thua được chứ? Cái gì? Chắc chắn đối thủ của cậu cực kỳ đáng gờm luôn. Không biết là ai vậy hả? Xin chút nữa là không làm được. Phải luyện tập thật chăm chỉ để giữ thứ hạng số 1 của mình.